Đầu gỗ Bùi Tuấn xin chào các bác. Hôm nay thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023, tức là vào ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, ngày đầu tháng các bác nhé. Và video hôm nay thì bọn em rất là hoan hỉ khi được lắp đặt chiếc sập ngũ phúc cho anh Hảo. Anh có địa chỉ là ở Hoài Đức, Hà Nội. Và bọn em đã kê xong cho anh chiếc sập vào đúng vị trí gian giữa, gian thờ. Đây các bác xem đây ạ, rất là đẹp và tuyệt vời các bác nhé. Căn nhà này là 3 gian. Đấy, sau khi lắp đặt xong thì em quay lại một video ngắn để chia sẻ, làm kỷ niệm với khách hàng cũng như là gửi tới các bác. Và nhân đây thì cơ sở Bùi Tuấn rất là chân thành cảm ơn anh Hảo. Và kính chúc anh Hảo và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhá. Và gian bên này thì anh có kê chiếc sập ba bông chú nhà đã mua cũng phải được trên 20 năm. Đấy, rất là tuyệt vời và đẹp các bác ạ. Và các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những cái món đồ gỗ theo lối cổ truyền thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bọn em qua hai số điện thoại là 083-626-499 hoặc 0985-230-888 nhé. Và anh Hảo thì đã về lên tận cửa hàng bọn em để chọn những cái mẫu sập. Và cái mẫu sập này thì là sự lựa chọn cuối cùng của anh, tại vì là nó rất là phù hợp với cái bên gian giữa thờ đây. Đấy, bọn em đã tư vấn cũng như là sự lựa chọn của anh thì chốt lại cuối cùng là chiếc sập ngũ phúc này. Và các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng em. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.